Hi, hello mấy bạn ha. Hello mấy bạn đang coi clip mình ha. Thì hôm nay mình nói về cái chủ đề này là mình dành cho mấy bạn mà lấy cái bên visa đi qua Mỹ rồi ha. Thì bữa trước á, thì mình có nhận được cái tờ thông báo này ha. Đây là cái thư được của US Citizenship and Immigration Service. Cái này là bên US gửi cho mình ha. Thì ở trong đây á, thì nó có một cái tờ thông báo cho mình á, cái note này á, nó kêu là I-797 luôn ha, Note of Action ha. Thì cái tờ này thông báo, thì trong đây nó thông báo cho mình á, thì là mình là khi mà mình nói với các bạn đó là khi mà mình đã kết hôn xong á, thì ngày 10 15 tây tháng 5 á, là mình có nộp hồ sơ về, trong đó có mình xin cái thẻ đi làm, cái đó là work permit và thẻ xanh đồ này kia nọ ha. Thì người ta đã nhận thông báo và đã nhận tiền từ ông xã mình giải quyết hồ sơ. Thì cho đến hôm nay á, là cái giấy này mình nhận là ngày 5 tháng 9 ha. 5 tháng 9 là gửi thông báo cho mình á, là mình sẽ nhận được cái thẻ đó ha. Thì đến ngày 11 tây tháng 9 á, thì mình nhận được cái bao phong bì này. Và bao phong bì này trong đó thì nó có cái thẻ này, đó là cái thẻ này kêu là United States of American Employment Authorization Card. Có nghĩa là cái thẻ đi làm mình kêu work permit thôi ha. Thì trên đây có tên tuổi mình, ngày tháng năm sinh, rồi cái mã số của mình cho cái công việc làm, rồi đất nước, rồi này kia nọ, rồi cái hạn của nó là từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, thì năm năm 2017 đến năm 2018. Thì nó cho mình được một hạn 1 năm ha. Thì mình muốn làm cái clip này để cho mấy bạn biết là cái trình tự là mình ha, khi mà mình đã nạp giấy tờ xong thì sau một thời gian á, thì nó sẽ báo về cho mình. Thì khi mà các bạn, nếu mà các bạn coi clip mình á, các bạn tham khảo á, thì các bạn qua Mỹ cũng như ở Việt Nam á, thì mình biết thẻ xanh á, thì phải đợi trong vòng 6 tháng đến 1 năm, thì có người 1 năm, có người 6 7 8 tháng, thì mình không biết là nó nằm ở khúc nào. Mà trong khi đó mình nạp giấy tờ từ là trong tháng 5, là mười mấy tây tháng 5 đó mình nạp, thì tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, thì nay 4 tháng trời thì mình mới nhận được cái thẻ này. Thì mình nghĩ là chờ 1 năm quá dài, nên mình muốn đi làm cái việc gì đó thì cũng được hết, miễn sao mình đi làm, mình tiếp xúc với môi trường, nên mình có nộp cái giấy, cái mình đăng ký để xin, nộp giấy tờ để xin cái work permit này ha. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình nói với các bạn là mình đã có nhận nhận được cái work permit, là cái thẻ đi xin việc đó ha. Thì các bạn có thể làm trong 1 năm, giá trị hạn của nó là 1 năm thì nó không còn hiệu lực nữa. Thì mình muốn nói với mấy bạn á, là chờ thẻ xanh để về đi làm á, thì rất là lâu, mình chờ và chờ trong thời gian mình ở nhà một mình, đi tới đi lui không có việc gì làm hết á, nó rất là buồn. Nên chính vì như thế á, mình tìm hiểu và mình biết và mình muốn đi làm, nên mình đã xin cái thẻ này, và là mình muốn nói cho mấy bạn, mình muốn chia sẻ cho mấy bạn, tùy mấy bạn thôi. Mấy bạn thích làm thì làm, không làm thì thôi, tùy chuyện của mấy bạn. Nhưng mà mình muốn muốn là nói lên cái lịch trình mà khi mà mình đã qua Mỹ rồi, giấy tờ tới bước nào, mình muốn share lại cho mấy bạn coi hết và chia sẻ hết, nhất là những bạn đi K1 visa ha. Đi theo diện K1 visa thì học hỏi coi clip mình á, sẽ biết làm gì và làm như thế nào. Thì còn của mình á, mình tự làm, mình cũng không biết là khi nào nó về và ngày tới ngày tháng nào nó về hết, nên mình tự tìm hiểu hết. Nên mình muốn đi trước, mình làm gì và mình nhận được cái giấy gì hay là thủ tục gì như thế nào, là mình sẽ làm clip mình share lại cho mấy bạn hết. Hy vọng mấy bạn đi sau á, thì học hỏi được cái hay, thì các bạn sẽ làm cho bản thân mình thôi, tùy tùy các bạn muốn ha. Thì cái clip này cũng ngắn thôi, mình chỉ nói là cái việc mà mình nhận được cái thẻ đi làm này thôi. Thì đây là cái bước chuẩn bị, giờ mình phải đi kiếm việc, mình xin làm, mình cũng không biết là mình làm việc gì, rửa chén hay là lặt rau hay là lau nhà hay là quét nhà gì đó. Thì ở xứ Mỹ này, nếu mà các bạn không có bằng cấp á, thì các bạn không có thể là làm cái việc gì ngon lành đâu ha. Thì các bạn có thể đi làm phục vụ, hay là có thể đi làm cashier, nhân viên tính tiền đồ này kia nọ, tùy theo các bạn ở đâu nhận. Nếu mà nó nhận thì mình đi làm thôi, tại vì mình có thẻ đi làm rồi ha. Thì đó là mình muốn nói cho mấy bạn ha biết, mà mình đang chuẩn bị tinh thần để đi kiếm việc làm đây. Và mình gặp thêm một gắt gói nữa, cái gắt gói đó để mình nói tiếp cái clip sau ha. Thì mình cũng mừng là mình đã nhận được cái work permit này. Mình thích đi làm lắm, mình ham đi làm lắm, mình không có muốn ở nhà hoài, nó rất là chán và rất là buồn, không có ai nói chuyện, một ngày tối ngày đi tới đi lui đi qua đi lại không biết làm gì hết trơn đó. Mà
nó cảm giác buồn mà phí thời gian quá, mình không làm được gì hết. Nên tốt nhất nếu mà các bạn thấy hay á, thì qua Mỹ nên, nếu mà làm cây quanh visa á, thì nên làm cái work permit này luôn đi. Thì không biết là thẻ xanh về lúc nào, miễn sao có cái này á, nó gửi về trước thì mình có thể tranh thủ mình đi làm gì, cái việc nhẹ nhẹ gì cũng được ha. Thì nhiều bạn thì nói làm nail ha, thì mình không thích làm nail đâu. Và cái tính mình á, mình chẳng thích mình không có chịu điệu đà, nên nói chuyện mà mình để mà mình làm đẹp cho người ta, sửa soạn cho người ta, chứ mình làm không được. Nên thôi mình làm chuyện khác, rửa nhà, quét nhà, lau nhà gì đó mình làm được. Nên ok, cái đây là phần chia sẻ cái thông tin của mình về cái work permit, mà cái thẻ đi làm mà mình nhận được ha. Ok, mình bye bye các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Cảm ơn các bạn đã yêu mến mình và coi clip mình và ủng hộ kênh của mình ha. Thì các bạn nếu mà thấy hữu ích á, thì coi clip nào của mình nó cảm thấy thích, share cho nhiều người cùng xem, những người đi sau, và học hỏi nhau, giúp 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 những người con Việt Nam mình, những người mang dòng máu Việt Nam mình tiến bộ hơn ở trên xứ Mỹ này ha. Ok, cảm ơn mấy bạn đã lắng nghe ha. Bye bye.